Phe đó lách nhẹ né được cái đúp. Chứ Hoàng ăn đúp là thua rồi. Mẹ bắn rờ vậy mày vượt xuyên qua đằng sau luôn. Chịu rồi. Tí giờ giờ tranh thế nào đây? Giờ tranh chắc phải né chiêu nhiều nhiều quá nha. Nhiều khi lận gam mết ôm hiệp, chắc là ôm hiệp tới chết đó chứ. Khăn rồi, mất tẩy rồi nè. Mất tẩy rồi. Bao nhiêu cái tẩy cho đủ. À, biết mình có tẩy, con mẹ mình nó nên. Không lối thoát. What a kill. Má nó biết hiệp nó tẩy con mẹ em nói âm âm. Lên giờ hồi lòng má đè á, đủ tiền thôi. Phải khăn phải hành tẩy luôn thì may ra mà vô giao tranh mà gọi là cơ bắt sau thì may ra mình mới được bắn. Đồng đất có đúng không? Đồng đất hình như là cộng cái gì quên rồi ta. Đồng đất cộng cái gì quên rồi em. Lá trắng, kháng phép với giáp. À, kháng phép với giáp. Ơi vậy lên nỏ. Ơ à, giác xô đúng không? Giác xô ngon đúng không? Giác xô chuối bú đúng không anh em? Giác xô chuối bú. Giác xô chuối bú nha. Chắc là một miếng giác xô đi ha. Bật máy chơi hai game win mà mỏi lưng mỏi cổ vậy mà anh trai này công hiến 6-7 game rồi vẫn tỉnh táo. Người ta là game thủ chuyên nghiệp mà chưa bao giờ biết mệt. Game thủ chuyên nghiệp thì có bao giờ biết mệt đúng không? Đã là game thủ chuyên nghiệp rồi dăm ba mấy cái game như này có làm có bao giờ gọi làm khó được hiệp. Khó nha, lai đánh tới sáng là khó cho hiệp đó chứ. Nếu mà gọi là nếu mà chiêu chiêu thì ok.
mọi thứ luôn á, mọi thứ luôn á, mọi thứ nó có luôn á anh em à. Phải gọi là mọi thứ nó có luôn á, vô mỏ hiệp á. À, xài khăn, xài tẩy, xài hết mọi thứ luôn rồi đó. Mọi thứ hiệp có đó. Mọi thứ hiệp có mà hiệp vẫn chết đó anh em à. Đẹp. Quá đẹp. Trời ơi, đồ cát. Đồ cát là bú rồi. Tôi đã nói với anh em rồi, con qua đến của hiệp thì chưa bao giờ làm anh em thất vọng, được chưa? Được chưa? Con qua đến của hiệp thì có bao giờ làm anh em thất vọng chưa? Nói đây. Nói vô đây. Leona nó ngu thiệt. Leona với thằng rừng. Cô mà mày bộ đôi sống sát là mày ác chiến thiệt sự anh em à. Hai thằng đó nó làm bộ đôi sống sát ác chiến quá anh em ơi.